dần dò này hay là thích lắm. À, cô thấy rồi hả? Rồi cả nhà ăn với hai mẹ con nha. Cả nhà ơi, ngọt ngọt dần dần. Nói cả nhà. Thành quả của hai mẹ con. Thành quả của hai mẹ con. Thành quả của hai mẹ con. Mày lớn nói nhiều lắm. Rất chính. Bánh nó rồi. Cho mẹ cái này nằm mỏi rồi, nằm gặm đi. Cái chồng ăn hết của mẹ chứ. Ngon không? Ngon. Ngon rồi. Thôi quá. Mày bỏ vô bịch đó cả nhà. Cái ăn miếng lấy ra ăn. Mùa dịch này có mấy này ăn đỡ mù miệng vì không có đi đâu được đó cả nhà. Cả nhà có chuối sống mà nhiều quá đó, cả nhà đem chiên đi. Ngon không? Ngon. Ngon đó cả nhà ơi. Ngon ngon để là thành quả của hai mẹ con nè. Thành quả của hai mẹ con nè. Nhâm 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 nhâm. Nhâm 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 nhâm. Nhâm 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 nhâm. Ông bà mâm mâm. Nhâm nhâm nhâm. Con chú mâm mâm. Bông bông. Ông bà nó ngon rồi. Con thấy mộng sao? Mẹ cho. Hai lần cực kỳ thích ăn mấy cái giòn giòn này cả nhà. Cục bạn cả nhà là cực kỳ thích ăn mấy cái giòn giòn này. Ngon không con? Ngon đúng không? Cả nhà ơi, cái này buổi trưa mình ăn miếng nào mẹ không? Ngoài có ly nước trà kế bên nữa không? Anh này uống ly nước trà. Lan mới uống trà. Cả nhà cái này ăn uống ly nước trà vô. Nhâm nhi nhâm nhi. Đúng không con? Nhai không? Giòn không? Chưa hấp rồi kìa. Giòn giòn. Mẹ ơi, chưa hấp rồi kìa. Heo hả? Chưa hấp. Mẹ rồi đó, chưa hấp rồi kìa. Không sao đâu con. Chà gì? Chà hư quá. Hư quá. Chà chết động có cho cả. Rồi có sao không? Chà sao, con biết mẹ đó. Con biết mẹ hả? Mẹ có sao nữa không? Chứ không chết sao nữa. Không sao hết hả? Không sao vậy thôi, không sao đâu. Buồn nhiều buồn nhiều cả nhà ơi. Sáng mở mắt ra là bước lại kia là cái chốt đóng ở đằng kia. Không thể nào đi ra được cái khu này đó. Có gì làm thấy cả nhà. Đáng lẽ cái này nè, phải có bột á. Mình bỏ mình pha với đường đó cả nhà. Phải có bột á là nó sẽ giòn và ăn lâu hơn. Mà giờ đâu có được, đâu có đi thể nào mà đi ra khỏi cái khu này được đâu. Cho nên là thôi có gì làm đấy. Là chỉ làm đường thôi. Cái này thì có rừng bỏ vô thì nó sẽ thơm hơn mà Helen ăn cũng được. Mà Helen cực kỳ thích ăn mấy miếng món rồi giòn giòn như vậy là cả nhà. Helen không bỏ rừng. Khi làm ở nhà có hai mẹ con với lại hai đứa em mà hai lần nó suốt ngày cái miệng cà két không thể nào buồn được luôn á cả nhà. Buồn cũng không buồn được luôn á. Nhà ra thì cũng mới đông đúc, hiện tại đang chỉ ở hai mẹ con và là hai đứa em nữa thôi, hai đứa cháu bé gái nữa vậy thôi đó mà quay quần bên nhau mà cảm thấy rất là vui và hạnh phúc cả nhà ơi. Bây giờ thật sự mà nói là cái sức khỏe mình á, mình trân trọng gia đình, trân trọng nói chung là mỗi ngày mình thức dậy mình thấy con gái gia đình của mình vẫn còn quay quần bên mình, vậy là mình rất là vui rồi hả. Giờ mình nên trân trọng
hạnh phúc từng giây cả nhà ơi. Dịch bệnh, căn bệnh này, căn bệnh lạ lùng quá. Cả nhà yên tâm về hai mẹ con nha. Hai mẹ con Lan cũng khỏe mạnh, không có vấn đề gì hết. Cho nên là cả nhà yên tâm về hai mẹ con nha. Lan sẽ quay video để cho cả nhà yên tâm về hai mẹ con. Hả? Cứ sống mà quay quằng bên cục vàng cả nhà là sao không được hết. Chỉ cần nhiêu đó thôi, không cần ai khác nữa, chỉ cần cục vàng của cả nhà vậy thôi. Con mới lấy được không? Ngon không con? Ngon lắm cả nhà, ngon lắm cả nhà ơi. Xin lỗi. Con chết rồi, con chết khỏi đây rồi. Miếng này là mấy miếng nhỏ nhỏ nè. Miếng nhỏ nhỏ hay là miếng hải phá nè. Thấy không? Giòn cả nhà. Không có ngọt lắm. Không ngọt lắm. Ngon không? Cả nhà có cho chú Dương cả nhà làm. Cả nhà vớt ra để rổ cho ráo nước á. Cả nhà hãy chiên nha, cả nhà yêu nha. Đâu thì làm theo cách của Lan như vậy đó. Ngon quá à. Nhưng mà gõ mịt để dành ăn ha. Còn mấy cái chú lớn lớn á, Lan đã dành cho chín để cho cục vàng ăn. Cục vàng cả nhà cũng thích ăn chú chín á. Sao vậy con? Con lấy của mẹ. Liêu liêu. Ngon hơi ngọt, nó cả nhà ngon hơi ngọt. Bye bye cả nhà đi. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà yêu. Vì gió. Bye 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 bye. Cả nhà làm thử đi nghe, ngon lắm. Mùa dịch này mình ở không ở nhà, có gì làm nấy. Có khoai làm khoai, có chuối làm chuối. Có gì làm cả nhà. Cho thử đi. Con nói cả nhà đi. Thì sao con? Cả nhà cũng phần đó. Cả nhà làm thử đi.